Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay là ngày rằm tháng 4, gia đình của Nương phát tâm nấu một nồi chè đậu đen để gửi tặng cho bà con. Dạ, trước thì cho bà con cúng rằm, sau đó thì cho bà con thưởng thức món chè đậu đen nha. Dạ, thì đậu đen này là của bà nội với Nhi trồng, dạ thu hoạch được mấy ký đậu đen. Dạ, hôm nay thì Nương nấu chè đậu đen với nếp nè, với nước cốt dừa. Dạ, đậu đen này thì Nương đã nấu một nước rồi, bây giờ đậu nó mềm rồi, giờ mình sẽ cho vô nồi, mình tiếp tục mình nấu với nước cốt dừa nha. Giờ mình cho đậu vô nồi. Đậu đen này mình nấu, mình ngâm nước trước, rồi sau đó nấu thêm một nước nữa, tại vì đậu này lâu mềm lắm. Rồi bây giờ mình đổ vô cái nồi, để nước cốt dừa vô tiếp tục nấu. Đây, nồi chè rất là bự luôn. Giờ mình cho nước cốt dừa này, nước giảo mình cho vô trước. Dạ, cái nồi chè đậu đen nãy giờ mình nấu gì nó sôi nè, mình cho nếp vào. Nồi chè sôi dữ lắm luôn. Cho nếp vào rồi xong tiếp tục mình nấu nha. Dạ, Nương nấu rồi, chè đậu đen chín rồi đó mà cô chú. Giờ hai chị em đem ra ngoài trước để gửi tặng cho bà con cô bác nha. Để nắp này không? Để nắp đi. Gần đây mới ế tô hả chị? Dạ. Nó mấy tô ta sao phải vậy chứ? Một cái nóng hổi luôn á. Rồi con trang nước cốt rồi. Chè đậu đen với nếp mình cho nước cốt dừa lên. Dạ, để mỗi gia đình. Dạ, gửi chị bố. Ba giờ đậu trước ha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Nay con có chuẩn bị tô sẵn luôn. Nóng quá thôi. Ôi, bơ bò bò giùm ơi. Nóng quá. Cái tô này hơi mỏng. Dạ, ở trên kìa chị. Chị rồi chị mới nấu, nó nóng. Cầm hai bên em. Dạ, hai bên vậy. Chắc cái này nó bài quá. Rớt cái nó. Rồi, này có gì chị hạ xuống đây giùm em ha. Dạ, hai chị em con gửi thôi. Dạ. Này nóng nghe Ken. Chắc Ken bưng không được đâu, nóng hịnh á, hịnh như hai chị hai anh em chung đi. Rồi. Tại một tô nhiều lắm luôn. Này, rồi, này bưng đi nghe hịnh. À. Để đỡ lên cái đi kìa kìa, đi kìa hình, đi kìa Ken. Tiếng nè. Nè kìa, gãy nè. Xin ba cảm ơn luôn. Dạ. Dạ. Chè đậu này đen với nếp. Này giống như chè đậu trắng với nếp vậy. Dạ. Dạ. Để cô thang ngoài nhà. Dạ. Dạ được. Dạ được. Để con dẹp cái nắp qua đây, con sợ gớt quá. Dạ chè ba hai ơi. Dạ. Dạ. Cứ ngồi trang đi cho dễ. Dễ. Nóng nha cô hai. Dạ, con ghế cho thêm 7 luôn. Cảm ơn. Dạ. Này có tới bác Út không? Dạ. Rồi xong tới bà hai lấy tô bà hai đi chị. Dễ. Dạ. Dạ. Dạ.
Bắt đầu có tô luôn. Dạ có hộp, có hộp chú. Dạ. Dạ, con gửi bà hai. Bà hai cảm ơn. Dạ. Dạ, con gửi bắt năm. Dạ. Chú nên này cái hộp có nắp hộp mới đậy được hay là lấy hộp lấy tô để em để vô bọt được, cái tay cái này nó đặt đó chị. À dạ. Chè em ba ơi, chè đậu đen. Dạ đây con có tô, có tô luôn. Để nó có cho chú nên. Dạ giờ làm tô ngủ đã ha. Dạ. Cái tô này có nắp luôn nè mà nó hơi nhỏ. Cái hộp. Dạ dạ ghê em cái chị ạ. À. Tại con chút chè nước cốt lên. Dạ, dạ. Gửi cho chú Ninh. Cảm ơn luôn nha. Dạ, dạ chú. Đây à, này, bắt chín. Cái này mấy cái, một cái một cái. Thấy vậy đó. Dạ. Dạ, ăn ghẻ phát chín. Dạ. Dạ, đậu đen này ăn bùi lắm luôn á. Dạ, ghẻ sắp. Dạ. Rồi, để nó cốt nè. Dạ, ăn ghẻ chị. Dạ. Thì em có để chè sẵn lên đi. Thấy hấp dẫn hơn bà. Dạ. Dạ. Chè béo. Nóng nha. Nóng ha. Dạ. Nóng lắm luôn á. Mới nấu đem ra luôn. Đây. Cảm ơn. Dạ. Em có lấy ông nên ông là bà Úc bà ấy dạ. Em lấy gì dạ dạ gửi cảm ơn nha dạ gửi thêm sáu dạ bà Úc có con dạ muốn thêm sáu giá thì chị về cúng được rồi con sáu phải thêm mà không phải về cúng không ngoài không rồi về cúng để nước cốt riêng hả chung không sao nóng nóng thôi cho sức chung ha cái riêng hay con để riêng cho dễ múc luôn dạ chung đi con. Dạ dạ nghe sao dạ. Cảm ơn dạ có bộ Úc dạ nghe Úc cảm ơn dạ dạ nó chạy ngon ra không dạ quá ngon không Úc quá chạy lắm đó dạ dạ hay đâu chưa dạ thích ăn chè thì đầy tô luôn. Sau kia Úc không là nó chè mà nó không màng hoài. Dạ, dạ. Rồi này là có chè luôn. Dạ. Dạ. Dạ đậu đen chứ nếp ha không nè. Dạ dạ đúng rồi đó. Này, bữa dạ. Chan nước cốt nha. Dạ. Thằng gãy nằm. Dạ. Bà chín để hỏi bà chín coi để nước cốt không bà chín để nước cốt chung luôn hả bà chín được không để riêng dạ. Để riêng chưa ăn dạ chưa là nước đá vậy lấy cái hộp này luôn đi hả chị không có hộp ha hết hộp dạ hả? Nãy giờ để chung đi để chung để ha cùng lạnh được không dạ đợi được để tủ lạnh ha không lạnh à. Để cùng lạnh hay chưa dạ ở nhà không có tủ lạnh. Dạ, rồi con gửi. Để gì thế à? Dạ. 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 Nóng mà chín mới để vô cái bọc. Dạ. Dạ. Nhìn ngon hơn bay.
Dạ, nghỉ mẹ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ, ghé ông Sáu. Rồi, dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, này nghỉ cơ luôn. Dạ. Dạ, ghé ông Sáu. Cảm ơn. Dạ. Dạ, ghé em nha. Cảm ơn. Dạ. Chè đậu đen, ở chú ba có tô hả? Quá đặc rồi. Dạ, chè này nó dạng gì vậy chú ba? Chè với chè nếp đậu đen với nếp. Chè bán hả chị? Dạ, gửi tặng. Dạ, gầm bữa nay gửi tặng. Chú ba nói. Dạ, chú ba. Dạ. Dạ, gửi tặng. Gầm gửi tặng. Dạ. Dạ. Vậy lấy luôn không? Lấy to đi. Dạ lấy to. Dạ. Này không có nắp đậy nghe thôi, nó sợ đổ. Lấy cái kia. Vậy lấy hai hộp này đi. Hộp. Dạ. Cái này có nắp đậy dễ. Dạ. Ở đây em, ở đây em hả? Em ở đây hả? Dạ, dạ ở đây dạ. Luôn ạ. Dạ hả? Nhà mình ở đâu? Dạ, dạ đây. Ở đây luôn hả? Dạ. Trời. Đây gặp. Dạ đúng rồi. Chè đậu đỏ hả? Dạ đậu đen như nếp. Được được ít ít thôi vừa hả em? Dạ. Ít sức là cũng mến hả? Để hai hộp chung luôn à. Được rồi. Càng lấy nó. Rồi, con lấy mấy cái muỗng là hai cái không? Hai, ba cái. Trời, dạ, anh gãy ạ. Dạ, cảm ơn. Rồi, gửi cho em nha. Nha. Cầm chắc cầm nha. Cầm về cẩn thận. Biết để nước chốt ớt cốt chung luôn quá. Hay chung, có gì để tủ lạnh á. Còn một tô gãy. Múc cho hết rồi. Rồi hết nồi chè. Hết nồi chè mình. Dạ. Dạ. Nãy hai có lấy cho bảy á. Rồi bảy cảm ơn. Dạ. Rồi. Chưa thôi. Từ từ. Để cho nghỉ. Rồi cẩn thận nha bảy. Bảy. Dạ. Động, dạ. Dạ. Rồi bảy cảm ơn nha. Dạ. Dạ hai chị em gửi tặng xong nồi chè đậu đen. Dạ thân bà cô chú ơi, hôm nay cũng nhân dịp ngày rằm đó, gia đình của Hương nấu một nồi chè đậu đen để gửi tặng cho bà con. Dạ, thì Hương cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn bà cô chú đã theo dõi và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn bà cô chú ở video tiếp theo. Dạ xin chào. Dạ xin chào các bạn.